Thông tin từ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Thủ Đức sau cuộc lấy ý kiến vào ngày 3 tháng 10 vừa qua. Quận 2 có hơn 72.500 người đi bỏ phiếu, thì 82% số cử tri đồng ý về sáp nhập 3 quận thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới. Gần 77% ý kiến đồng ý tên đơn vị mới gọi là thành phố Thủ Đức. Quận 9 có hơn 142.000 người có ý kiến, thì hơn 97% đồng ý sáp nhập, trên 96% tán thành tên Thủ Đức. Còn quận Thủ Đức, gần 197.000 cử tri có ý kiến, thì gần 98% ủng hộ sáp nhập, với 97,5% chọn tên thành phố Thủ Đức. Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần này.